Ôi trời, bạn có khổ sở mỗi khi phải thắt cà vạt không? Với những quy tắc ăn mặc ngày nay, đàn ông đã không cần phải vận áo vest và thắt cà vạt nữa. Nhưng thi thoảng, ai cũng có một dịp đặc biệt để tham gia, và đó chính là lúc loại trang phục này tham gia cuộc chơi. Và nếu đang không biết mình phải làm gì với những thứ trang phục dài này, thì hãy để tôi hướng dẫn cho bạn tất cả những cách thắt cà vạt sang trọng nhất nhé. Số 1. Kiểu Oriental. Đây là cách thắt cà vạt dễ nhất nên cũng bắt đầu với nó nhé. Hãy cầm chiếc cà vạt sao cho mạnh lớn bên tay trái, điều chỉnh độ dài, đầu to bản nên ở bên trái bạn, nằm ở vị trí thấp hơn nơi bạn muốn nó yên vị sau khi đã hoàn thành khoảng vài cm. Gấp mảnh lớn ra sau mảnh nhỏ, sau đó kéo mảnh lớn lên trên mảnh nhỏ. Như thế, mảnh lớn sẽ cuốn quanh mảnh nhỏ một vòng. Củng cố vòng thắt này bằng cách điều chỉnh cả phía trước và phía sau của mảnh lớn một lần nữa. Và vâng, bạn đoán đúng rồi, điều chỉnh như thế một lần nữa, nhưng chỉ phía trước thôi nhé. Bây giờ hãy đặt một ngón tay ở vòng thắt và thả lỏng mảnh lớn ra. Vòng mảnh lớn ra sau vòng thắt, rồi luồn ra giữa vòng thắt với cổ áo và kéo nó vào khoảng trống bạn đang giữ bằng ngón tay mình. Lần này khi bạn kéo mạnh lớn thì nút thắt sẽ chặt lại. Điều chỉnh bằng cách giữ nút thắt bằng một tay và nhẹ nhàng kéo mạnh nhỏ. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành một nút thắt cấp độ 1 rồi. Số 2. Half Windsor. Đây là một cách khó hơn để thắt cà vạt nhưng vẫn rất đáng làm đấy nhé. Nút thắt này có kích cỡ trung bình và có dạng đối xứng nên nó có vẻ chính thống hơn nhưng vẫn giúp bạn trông thanh mảnh. Vòng cà vạt qua cổ áo và đặt mảnh lớn nằm ngay trước hông bên phải của bạn. Trong khi đó, lưỡi mảnh nhỏ nên nằm trên xương sườn. Đặt mảnh lớn lên trên mảnh nhỏ để tạo thành một chữ X. Cuốn một vòng đơn như bạn vừa làm với nút Oriental. Gấp mảnh lớn vòng ra sau mảnh nhỏ. Bây giờ hãy cầm lưỡi mảnh lớn và kéo nó qua cái lỗ trong chữ X ban đầu. Kéo mảnh lớn thật chặt để tạo thành nút thắt đầu tiên. Bây giờ hãy thắt vòng thắt thứ hai với mảnh lớn. Đưa mảnh lớn ra trước mảnh nhỏ theo hướng từ phải sang trái. Giữ cái hình tam giác vừa được hoàn thành bằng tay trái và kéo mảnh lớn từ sâu ra trước chữ X, rồi dùng tay trái để nới hình tam giác ấy ra. Giờ hãy luồn mảnh lớn qua lỗ vừa nới và kéo xuống. Điều chỉnh độ dài bằng cách kéo nút thắt tới gần cổ trong khi kéo mảnh nhỏ xuống. Làm thẳng nút thắt và thế là xong. Số 3. Full Windsor. Đây chính là cách thắt nút lớn cho những chiếc cà vạt dài hơn, và đây có lẽ là phương pháp thắt cà vạt chính thống nhất. Full Windsor cũng giúp phần cổ trông lớn hơn, điều này sẽ giúp bạn thêm phần nam tính đấy. Đương nhiên là hãy vòng chiếc cà vạt quanh cổ sao cho mảnh lớn nằm bên phải và nằm trên cách eo một khoảng bằng lòng bàn tay. Đặt mảnh lớn lên trên mảnh nhỏ để tạo thành một chữ X. Vòng mảnh lớn ra sau mảnh nhỏ và kéo nó qua vòng thắt quanh cổ bạn. Giữ nguyên chữ X bằng tay kia. Kéo mảnh lớn qua vòng thắt và vòng ra sau nút thắt, rồi kéo nó từ phải sang trái. Bây giờ hãy đặt lưỡi mảnh lớn chéo lên trên và vòng qua vòng thắt quanh cổ bạn từ phía trên. Kéo lưỡi cà vạt xuống và đưa sang trái. Tiếp theo, ở nút thắt hãy đưa lưỡi mảnh lớn từ trái qua phải và đặt một ngón tay bên giữa nút thắt và dải cà vạt đang nằm ngang để tạo nên một chỗ hở nho nhỏ. Bây giờ hãy cầm bạn lớn lên và đưa ra sau nút thắt, rồi đưa nhét nó xuống chỗ hở bạn vừa làm. Điều chỉnh nút thắt cà vạt đẹp đẽ này và bạn đã đủ tuyệt để đi gặp nữ hoàng rồi. Số 4. Saint Andrew. Nếu bạn thích một phiên bản dễ thắt hơn của nút thắt Half Windsor thì Saint Andrew chính là lựa chọn tuyệt vời. Đây sẽ là một nút thắt cỡ trung bình và đối xứng phù hợp với bất kỳ sự kiện có tính trang trọng nào. Hãy cầm một sợi dây thừng và vứt nó đi, vì chúng ta không cần dây thừng đâu, trừ khi bạn là một vị khách danh dự của một bữa tiệc treo. Tôi đùa thôi ấy mà, cầm chiếc cà vạt lên nào, quàng nó qua cổ nhưng hướng mặt có đường chỉ ra ngoài. Bản lớn nằm bên trái, nằm dưới vị trí bạn muốn lưỡi cà vạt cố định. Sau khi thực hành xong khoảng một ngón tay, đặt bản lớn nằm dưới bản nhỏ từ phải qua trái để tạo thành hình một chữ X. Sau đó đưa bạn lớn lên trên mảnh nhỏ, rồi lại vòng nó ra sau mảnh nhỏ. Cầm lưỡi mảnh lớn và nhét ra đằng sau nút thắt theo chiều dọc và nằm ngay trước cổ áo của bạn. kéo lưỡi mảnh lớn sang bên trái của nút thắt và đưa ra phía trước rồi cho nó nằm theo chiều ngang. Đặt một ngón tay giữa nút thắt và dải cà vạt nằm ngay để tạo thành một chỗ hở. Bây giờ hãy vòng mảnh lớn ra sau nút thắt một lần nữa rồi ngay lập tức kéo nó vòng trong chỗ hở bạn đang giữ. Tiếp theo, nếu kéo mảnh lớn xuống thật cẩn thận, khi đang cầm nút thắt thì bạn sẽ giúp nút thắt được chặt và vô cùng tự hào về bản thân. Tôi thì rất tự hào đấy. Số 5. Victoria. Bạn thích một nút thắt nhỏ và đời thường hơn cho chiếc cà vạt của mình à? Đừng tìm kiếm nữa vì cách ấy ở đây rồi. Đặt chiếc cà vạt quanh cổ sao cho mảnh lớn ở bên phải bạn và nằm dưới nơi bạn muốn lưỡi cà vạt cố định khi hoàn thành một ngón tay. Không cần tạo thành chữ X nữa mà hãy nhanh chóng đặt mảnh lớn lên trên mảnh nhỏ và vòng nó ra sau mảnh nhỏ. Hãy lặp lại như thế một lần nữa, đưa mảnh lớn ra trước rồi đặt nó nằm ngang. Tiếp theo, đặt một ngón tay vào giữa vòng thắt và dải cà vạt ngang bạn vừa thực hiện. Cầm lưỡi mảnh lớn và kéo nó qua vòng thắt quanh cổ. Đừng dừng lại, hãy nhét lưỡi cà vạt qua chỗ hở bạn đang giữ bằng ngón tay và kéo nó xuống hết cỡ. Bây giờ, hãy cầm chiếc nút thắt bạn vừa hoàn thành bằng một tay và siết chặt nó lại bằng cách kéo mảnh nhỏ thật cẩn thận. Ồ, trông đẹp đấy! Số 6. Eldredge. Cuối cùng thì nếu bạn đã sẵn sàng cho một chút thử thách thực sự thì để tôi giới thiệu kiểu thắt Eldredge cho bạn. Cái thắt này sẽ khiến người khác phải ngoái nhìn đấy. Đặt cà vạt quanh cổ sao cho mảnh lớn nằm bên phải bạn và lưỡi nằm tại nơi bạn muốn cố định sau khi kết thúc. Tạo một điểm nhô trên mảnh lớn với ngón tay bằng cách đẩy nó lên rồi gấp mảnh nhỏ lên trên mảnh lớn. Sau đó vòng mảnh nhỏ ra sau mảnh lớn và kéo mảnh nhỏ lên trên rồi cho vào vòng thắt trên cổ áo. Tạo một đường bắt chéo nằm ngang qua mảnh lớn và kéo lưỡi mảnh nhỏ qua nút thắt từ dưới lên. Siết chặt nút thắt và kéo mảnh nhỏ xuống theo một đường xéo từ trái sang phải. Bây giờ bạn đã có một dải nằm xéo rồi. Đưa mảnh nhỏ ra sau mảnh lớn, vòng lên trước và luôn mảnh nhỏ vào nút thắt xéo. Siết nút lại và bây giờ bạn đã có hai dải nằm xéo, mỗi bên một dải. Hãy cầm lưỡi mảnh nhỏ sao cho nó nằm thẳng với chiều hướng lên trên và kéo nó ra sau nút thắt về phía bên phải. Kéo mảnh lớn lên lần nữa và vòng ra sau nút thắt về phía bên phải. Chừa một chút khoảng trống ở bên trái, kéo một lần nữa. Cẩn thận nếu không bạn sẽ bị ngạt thở đấy. Phần đuôi phía trước và bên trên nút thắt. Và vâng, kéo lưỡi mảnh nhỏ qua khoảng trống ở bên phải. Cuối cùng hãy nhét lưỡi mảnh nhỏ ra đằng sau vòng thắt quanh cổ và che nó lại. Nếu cần, hãy căn chỉnh lại cà vạt. Nếu bạn hoàn thành nút thắt này chỉ một lần thử thì bạn hoàn thành tốt hơn tôi nhiều đấy. Và thế là xong. Giờ thì bạn có 6 cách để thắt cà vạt rồi. Bạn có cách thắt khác của riêng mình à? Hãy chia sẻ cho chúng tôi trong phần bình luận nhé. Nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào.